Không, em chơi với Giang là có lợi ích nha. Có lợi ích? Lợi ích là tư vấn chiến lược cuộc đời, từ tình yêu cho tới sự nghiệp là bà này bà tư vấn hết. Cho nhưng nên mà, là em nhưng mà tại sao em lại tin Giang như vậy? Tại vì đâu phải ai cũng giỏi hết mọi thứ. Cái bà này á, kể bà nói kể cả những chuyện bà không giỏi, bà vẫn có cái cách nói cho nó nghe rất là hợp lý. Và em là một người rất ngây thơ và rất dễ bị dụ. Không có gì đó. Mà thực ra để mà nói nghiêm túc là như vậy. Tức là bản thân em nghĩ là em Tiến là một cái người làm kinh doanh rất là giỏi. Em Tiến anh cũng có một cái khát khao được tỏa sáng giống như là một cái người nghệ sĩ. Nhưng mà cái người doanh nhân mà họ muốn tỏa sáng như một nghệ sĩ thì mọi người biết rồi. Nếu như không có ai hướng dẫn họ thì họ cũng sẽ không biết là mình phải làm những cái gì. Mặc dù là anh Tiến là người rất là thông minh, thì em chỉ có một cái là em rất là kiên trì với cái người bạn này. Nghĩa là em biết cái mong muốn của người bạn này như vậy, và em biết họ có khả năng, và anh Tiến đã chứng minh được cái điều đấy.